Chiều nay tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, đã tiếp đoàn doanh nghiệp Singapore đến làm việc và tìm hiểu cơ hội đầu tư vào Bình Dương trong lĩnh vực công nghệ cao. Tiến sĩ Peter Rimmer, quản lý cao cấp về mạng y tế, thành viên hội đồng quản trị, tập đoàn Heroes, đại diện đoàn doanh nghiệp Singapore cho biết, các doanh nghiệp đang quan tâm đến các lĩnh vực công nghệ cao mà Bình Dương đang kêu gọi đầu tư, trong đó có lĩnh vực y tế, tập đoàn cũng mong muốn được xây dựng một trung tâm sản xuất các thiết bị y tế tại Bình Dương. Điều các doanh nghiệp Singapore quan tâm là cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho dự án. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương hiện có nhiều khu công nghiệp được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế. Địa hình Bình Dương bằng phẳng, địa chất tốt nên việc xây dựng nhà máy rất dễ dàng. Bên cạnh đó, Bình Dương cũng đang nỗ lực triển khai các dự án giao thông lớn như đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ dầu 1, Chân Thành, Đường Vành đai 3, Vành đai 4, các tuyến đường này sẽ kết nối giao thông dễ dàng đến các cảng quốc tế. Bình Dương cũng có nhiều trường đại học lớn như Đại học Việt Đức, Đại học Quốc tế Miền Đông, Đại học Thủ Dầu Một. Các trường có thể cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các doanh nghiệp đầu tư vào Bình Dương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh hứa sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Singapore đầu tư tại Bình Dương một cách thuận lợi nhất.